bắt được con mồi rồi cả nhà ơi. Nãy giờ câu không dính con cá mà dính con vịt nè. Chủ vịt đã đi xa dữ lắm rồi, ở vòng vòng đây nãy giờ không có thấy có đàn vịt nào hết trơn á. Thì bây giờ chắc mình mình dứt em nó luôn quá. Có mồi, có mồi. Thì hôm nay Cẩm Hằng ra ruộng đang đi câu cá nè cả nhà. Bên đây có cái vườn mít nè, trong đó có mấy cái ao. Hôm bữa là Cẩm Hằng gặp chủ vườn á, là người ta nói là ở dưới đó có cá cho Cẩm Hằng câu. Thì hôm nay Cẩm Hằng thực hiện cái lời hứa đó là đi vô vườn câu cá. Mồi hôm nay của Cẩm Hằng là mồi ốc nha, tí xíu nữa Cẩm Hằng kiếm ốc. Ê, bên đây có ốc bu vàng nè. Ở ngoài ruộng này là mồi ốc bao la luôn. Đây một con. Tại vì Cẩm Hằng có ba cái lưỡi câu cho nên là mình sẽ tìm ba con ốc. Đây được ba con rồi, ốc này bự ha, mồi ngon, mồi bén. Ốc bu vàng nè, nó bự không ha, nhìn ở bên trong nó đỏ quét, có trứng bên trong á. Cẩm Hằng lựa được ngã ba đường nè, thì bây giờ là cái trong đây có đựng lưỡi câu của Cẩm Hằng nha. Một mình Cẩm Hằng thì không có câu được ba lưỡi cho nên là mình phải làm cái phao giống vậy nè, xong mà cái đây mình để móc mồi vô đây cái mình thả xuống đó, khi nào cá nó lôi cái phao á thì mình lấy cái gì mình vớt nó lên. Một con mình cho ăn một con ốc luôn, một con cá mình cho ăn một con ốc luôn. Con cá nó ụt đằng đó kìa, một con cá bự luôn á đó. Đi, đi qua bên kia làm cái phao tiếp theo, khoảng chút xíu mình quay lại mình thăm nó. Đây mình thảy thêm một cái phao nữa ngay đây nha. Đây là cái phao thứ hai của Cẩm Hằng. Lựa con ốc bự bự chút đi. Nè con ốc này có trứng luôn nè. Đó. Mồi bén nha, nha cá. Mình chọi ở đó. Ừ. Đây là cái cần Cẩm Hằng cầm đang câu nha. Giờ mình thả mồi xuống. Cái cần câu này Cẩm Hằng tự chế, cái phao tự chế luôn. Ui đằng đó cá, đằng đó cá nó ụt dữ lắm. Để Cẩm Hằng lại đằng đó coi cái phao của Cẩm Hằng sao rồi nha. Lại thăm cái phao coi. Kéo nó lên coi coi nó có gì không. Sao thấy con cá nó bự nó ụt dữ rồi. Kiếm cái cây. Nghe cái mí này là mí nước. Không có. Để mình cắt cục mồi nhỏ lại chút xíu. Giờ mình ngó ngó coi đằng kia cái phao đằng kia nó có làm sao không. Nãy giờ là nghe cái tiếng vịt nó kêu đâu gần gần ở đây nè. Ê Cẩm Hằng ra đây, Cẩm Hằng ngó coi. Đâu ta? Ê ở đây có con vịt nè. Ê. Nhìn kỹ mới thấy luôn á. Rồi sao nằm đâu đó em? Rồi sao chị cứu cho em lên được đây? Ê mình ở đây mình bắt nó được luôn nè. Không biết nó mắc trong đây lâu chưa nữa ha. Trong đây ốc quá trời luôn, có đồ ăn. Ở nó lặn. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Trời. Ôi. Bắt được con mồi rồi cả nhà ơi. Nãy giờ câu không dính con cá mà dính con vịt nè. Chủ vịt đã đi xa dữ lắm rồi, ở vòng vòng đây nãy giờ không có thấy có đàn vịt nào hết trơn á. Thì bây giờ chắc mình mình dứt em nó luôn quá. Có mồi, có mồi.
Rồi cho em vô kho của chị luôn. Giờ cũng đang thèm vịt quá trời luôn rồi. Thấy nó là không thể nào bỏ được. Ở ruộng này lâu lâu Cẩm Hằng thấy vịt đi lạc nhiều lắm á. Vịt nhỏ nhỏ vậy nè, nó đi lạc. Rồi mình đi về thôi. Đi câu nhưng mà không có cá, cho nên là đi về nhà luôn. Cái thấy thất, ba mình thấy thất vọng quá, nên là ba mình đi ra chạy cho mình luôn cả nhà ơi. Bây giờ ba mình nè, đi theo ba. Coi ba giải chạy như thế nào nha. Đi theo nè. Ôi ôi. Hay quá, bữa nay có người có kinh nghiệm đi theo rồi, mừng quá. Bữa hổm gặp mấy chú kia cũng dài thử dùm vài cái chài nhưng mà cũng không chài được. Hôm nay có ba mừng quá. Chắc là sẽ có mồi rồi đó. Lấy cái xô. Có nghe nó đâm lưới gì không ba? Không, nó em gu. Bữa nay nước vô nhiều quá. Dướng mang gốc rồi vậy. Dướng rồi. Ơi, có con cá gây chốt nè. Ờ, cá chốt nhiều. Chốt. Cười bắt cẩn thận nha. Dạ dạ, để con bắt xong rồi lại đắng lấy bao tay được, có bao tay mà. Không bên em bao tay ở đây à. Chốt bự bự không? Cái chốt nhiều mình kho khô ăn cũng ngon. Cá bự vậy nè, nó có trứng nè ba. Có trứng. Vô sọt. Từ từ, cẩn thận. Dạ. Cái chốt này nó trắng tươi à. Ôi da. Nó cẩn thận từ từ. Ôi ôi, ben luôn rồi. Lẻ mấy cái ngoan của nó. Rồi, im rồi đó. Nắm đầu kéo kìa. Nắm gì hả? Ừ. Nó sức luôn á. Rồi sao đây? Cái nhỏ mà nó hành mình chứ. Đây, nó vớt ra rồi. Rồi được một con cá chốt nữa, hai con cá chốt. Rồi bảnh lấy bao tài thôi. Nó có con cá này đó đó, không biết có dính không. Hay sao ba? Chưa có thấy gì. Chưa có thấy gì. Có con cá ở trên. Đó, con cá nhỏ nhỏ trời. Ơ, có cá. Dướng không? Con gỡ à. Ôi, một chài cá rau kiếm luôn. Hết sảy. Ba ơi, cá nhỏ nhỏ cũng nhiều nữa nè. Tuyệt vời luôn rồi ba ơi. Vũ vũ có mồi rồi. Ê. Nè, vũ vũ về nó chết ra. Dạ. Thôi gỡ. Đó, ba gỡ phụ. Con cá lau kiến nè. Nó bự. Đã quá. Cá lau kiến nè. Đây một con nữa. Cá lau kiến ăn ngon lắm á. Nè mấy con cá này khô khô được nè. Ôi ôi, đi có ba là hết sảy luôn rồi. Đã nha. Bữa nay không sợ đói. Có mồi à. Hôm hồi mình đi qua bên ngay chỗ cái đường đó đó, kệ kiếm cá rau kiến cũng được, cá rau kiến cũng ngon. Sẵn có mấy bầy cá rau kiến đây rồi. Ú, nhảy vậy. Có cá bà. Có đây nè. Ôi ôi, cá chốt bự. Ba hai con. Ngộ ha, có tiếng nó kêu ghê luôn á. Con bẻ cái đó, con bẻ ngoe đó, đây con bẻ luôn. Bẻ gỡ cho nó dễ.
Này con cá chốt trong đó mới bự. Con này bự nè. Đã ú nu luôn. Nè con cá lau kiến đây nè. Nãy giờ được mấy con cá lau kiến luôn rồi đó. Ơi có con cá chốt nữa kìa bạn. Ơi đừng lóc đi. Bỏ được tô lấy cái tô bỏ vô. Dạ. Mặc dù là nước loãng nhưng mà có ba mình là sẽ có cá nha. Nè nãy giờ được nhiêu đây nè. Nhiều quá cả nhà. 4-5 con cá lau kiến rồi đó. Lấy cái rồi để nó nhảy ra ngoài. Nẹt xịn không hả? Giữ gì sao? Ui da, chết cha, bị đâm à. Để mà giặt trời. Có mấy con cá chốt rồi bà. Đây con cá ui đó. Nó nẹt quá trời nẹt con. Nè cái này nó đâm mình nãy nè. Ý là có đeo bao tay nha, còn bị đâm. Vô sọt của chị. Rồi có mấy em cá chốt. Có lý nha bà. Khi nào ba muốn ăn cá đồng ba rủ con nha. Bữa nay có mối rồi. Con cá này nhỏ xíu không thả. Có con cá này được nè. Cái này là cái gì ba? Cá mè. Cá mè hả? Cái này kho được mà phải không? Ừ. Rồi vô luôn. Khô khô được là ngon à. Chung chảo với cá chốt luôn. Bên đây là cái vườn mít hồi nãy Cẩm Hằng đi câu nè. Bây giờ dẫn ba qua dãy. Dãy trời, nãy câu hoài còn không dính. Là một cái ngon lành nha ba. Cá quá trời luôn kìa mà không biết sao đây. Ôi. Đợi lâu lâu chút xíu. Ôi có tép nó nhảy lên luôn. Có con tép trong nhảy lên luôn mà. Trời giờ mát mát rồi. Có rồi, có vô rồi. Có không ba? Có vô rồi. Chí. À, không nghe, không nghe. Sao ba? Cá bự là nó phải gục gịch chứ. Có cá nhỏ. Cá nhỏ nhóc luôn, cái gì ba? Cá nhỏ nhóc trơn. Cá lồng tông. Không có cá bự mà có cá nhỏ. Cá lồng tông, cá sạc. Này đúng nọ khô khô luôn nè. Lâu lắm mình mới thấy con cá sặc vậy luôn á. Đẹp quá ha. Tông. Nó hồng tông. Vậy con thấy nó búng quá trời búng. Lưới này sẽ có cá bự rồi mình về luôn. Ôi ba ba. Trợt quá trời trợt. Cắt mít ta bỏ. Dạ. Những trái mít nhỏ nhỏ mà. Ủa con thấy mấy trái này con bự mà cắt uổng nè đó. Dư nhiều quá ta cắt ta bỏ bớt chứ nó không. Không đạt năng suất ha. Lép lép. Có không ba? Không. Cái này cá bự chứ nó đầm dữ lắm.
đâm chài mình. Ôi, có con cá điêu hồng. Cá điêu hồng không ba? Thôi. Cá sặc nữa nè. Con bắt. Đủ nồi canh chua rồi. Nồi lẩu rồi. Đây, con cá điêu hồng nè. Bự quá ha. Dạ, 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 vậy nè. Nè. Ngon quá. Miếng cá sặc ngon quá. Cá sặc ngon ha ba. Hay quá. Đây là thành quả của hai cha con mình đây. Quá trời luôn. Dạ. Con gì ba? Cá sặc hả? Cá chốt. Ôi ôi, con cá chốt. Cá chốt ngái luôn. Nó kêu ép ép. Phải con có cá chốt bự vậy không ha ba, ngon á. Nè. Ôi con cá chốt nó bự. Thôi rồi chị ơi. Rồi về. Có mọi ai ngon lành. Rồi bây giờ mình muốn ăn thì mình phải lăn vào bếp. Và hôm nay Cẩm Hằng sẽ nấu món vịt. Vịt nấu lẩu chao nha. Con vịt này là mình xí được nè. Thì bây giờ mình cũng nhắn nhủ với chủ vịt này luôn là nếu như mà anh có coi cái video này muốn xin lại tiền, muốn lấy lại tiền con vịt này thì liên hệ với Cẩm Hằng nha. Đây con vịt cò, tại vì nó dai quá cho nên là Cẩm Hằng phải hầm trước ở nhà, chứ mà đem lại đây chế biến á, thì gió quá sợ nó không có mềm á. Rồi lẩu chao thì không thể thiếu khoai môn với rau, này là rau mình ăn chung kèm với lẩu nè cả nhà. Đây là những cái món như ớt, mấy này là mình nêm con vịt đó. Đây là quan trọng đây, cá lau kiến. Hôm qua là ba Cẩm Hằng với Cẩm Hằng đi chài, nhưng mà dính nhiều cá quá, Cẩm Hằng chỉ lấy cá lau kiến đang hấp xả thôi, còn mấy con cá kia thì để cho ba với mẹ thưởng thức. Bây giờ mình vào công việc chính nha. Xả này mình đập cho thiệt nó dập thì nó thơm. Rồi xả này mình để vô, mình đập dập mình để vô mình ướp luôn nha. Bây giờ mình ướp con vịt trước đi rồi xong rồi cái mình bằm mấy cái kia sau. Chao này là chao môn cho nên là nó rất là béo, thì mình nấu lẩu chao á là nó béo hay không á là ăn thua cái chao của mình á. Bây giờ là Cẩm Hằng đánh chao lên luôn nha. Cái phần chao này là mình ướp vịt với lại là mình làm nước chấm luôn á, cho nên mà mình đánh cho nó nhuyễn ra. Rồi chao mình đã dầm nhuyễn rồi nè, bây giờ mình sẽ để đường vào nha. Tùy vào chao nó mặn hay ngọt nữa, cho nên là nó mặn hay vừa hay mặn nhiều nữa, cho nên là Cẩm Hằng để chao này nó cũng không mặn lắm, để thêm miếng bột ngọt vô. Nếu mà bạn nào không thích ăn bột ngọt thì mình có thể bỏ qua bước này nha. Chao này mình lấy một phần để mình ướp vô cái con vịt của mình. Ở nhà mình có điều kiện á, mình có thể hầm lâu á, thì mình ướp cái con vịt lúc nó còn chưa có nấu á, thì nó sẽ ngon hơn. Lúc này Cẩm Hằng đã nấu rồi cho nên là ướp như vậy nó cũng chưa có thấm dữ lắm. Hành tỏi với gừng á, nếu mà mình bằm càng nhuyễn á, thì cái nồi lẩu của mình càng ngon. Mình bằm vậy đi cũng được rồi. Bây giờ mình bằm hành nha, củ hành mình cũng bằm luôn. Nếu mà bạn nào không thích bằm á, thì có thể mình đập dẹp như vậy nè, mình bỏ vô cũng thơm nữa. Hành đó là mình khóc. Cay quá. Tại lúc mình đập dập á, dập quá cho nên là nó cay lắm. Rồi bây giờ mình tới mình bằm tỏi nha. Tỏi mình để qua một bên. Mớ hành này mình sẽ cắt khúc luôn. Nấu món này mà phải có ớt sa tế ngon lắm á. Để vô nó thơm phức ha. Giờ Cẩm Hằng để vô nước chấm một mớ nha.
nước chấm phải có ớt mới ngon. Tỏi mình để vô luôn. Giờ mình sẵn mình pha nước chấm luôn đi. Để một tí xíu nữa cái tấm thớt này Cẩm Hằng dẹp qua một bên luôn. Rồi cái chén nước chấm của Cẩm Hằng đã hoàn thành rồi nha. Phơi môn nãy giờ mình gọt cũng lâu rồi, nó ra mồ hôi nè. Hồi nãy là Cẩm Hằng mua 3 củ, nhưng mà khoai môn là nó dễ bị hư lắm, cho nên là mình mua 3 củ mà nó còn có 2 củ rưỡi à. Khoai môn này đáng lẽ là mình phải chiên sơ nữa, nhưng mà tại vì Cẩm Hằng thích cái độ béo của nó, muốn là cái nồi lẩu của mình nó phải sệt sệt, cho nên là Cẩm Hằng để luôn, Cẩm Hằng không có chiên nha. Cái này là cái mỡ vịt Cẩm Hằng để lên, Cẩm Hằng phi tỏi luôn. Bây giờ mình sẽ để hết mấy cái gia vị hồi nãy mình mới vừa bằm xong nè. Mình để vô luôn. Mình cho trái vô luôn nha. Nó như vậy nó mới ngon. Thơm quá. Gió nó bay vô mặt mình thơm quá. Giờ Cẩm Hằng trút vịt này vô luôn nha. Vịt này lúc nãy Cẩm Hằng cũng đã xào với hành với tỏi rồi. Trong đây có xả trong đây nữa nè. Vịt cò nó ít thịt quá ha, xương không à, nhưng mà Cẩm Hằng thích điều này. Xương nhiều cạp nó mới đã. Cẩm Hằng cho một miếng nước vô nha, tráng cái nồi cho nó, rồi đổ vô cho nước xâm sắp. Cần tí xíu nữa mình để khoai vô cho nó ngon. Vậy được rồi nè, nước nhiều quá nó cũng không ngon, lỏng bỏng cái nồi khoai của mình, nồi lẩu của mình. Rồi mình đợi chút xíu ha. Rồi vịt của mình cũng gần mềm mà, mình để khoai vô luôn nha. Để khoai vô chôn chôn nó xuống dưới đặng cho nó mềm. Wow, cái nồi lẩu của mình thơm quá. Rồi mình thấy là khoai của mình đã chín rồi đó. Cá bậy, vịt của mình cũng chín luôn rồi. Bây giờ mình sẽ để hành vô nha. Để hết gốc hành luôn đi. Rồi mình đậy nồi lẩu mình nhắc xuống đặng mình bắt cá lau kiến lên. Tại vì lúc nãy là bên cái bếp bên kia của mình nó bị trục trặc rồi. Bắt cá lên cái mình chế vô miếng nước. Cá lau kiến mình hấp để vô miếng nước đi cho nó màu chín. Mình để nhiều nước quá là nó bị lạc con cá. Dưới đây Cẩm Hằng có lót xả với mấy con cá rồi. Rồi bây giờ mình đợi cá lau kiến chín là mình ăn thôi. Nào lẩu của mình sôi quá trời sôi rồi. Bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức lẩu với Cẩm Hằng nha. Đây Cẩm Hằng dứt qua một bên, đặng Cẩm Hằng để rau vô. Bông bí. À đó giờ ăn lẩu này Cẩm Hằng chưa để bông bí vô ăn lần nào trơn, hôm nay để ăn thử coi nó ngon không. Tại bông bí cũng ăn lẩu ngọt được. Rau mùng tơi. Rau mùng tơi này là đọt không à, ít có lá lắm. Ngon. Cẩm Hằng thích ăn là cái cọng á. Đây có cải thìa nè, để thứ miếng đi, đặng cho ăn tí xíu nữa nó sôi nó chín đặng mình ăn lần luôn. Đây lúc gió lúc hông cho nên là tranh thủ cái lúc mà nó có gió là mình để vô, không có gió á mình để vô cho rau nó chín. Rồi Cẩm Hằng bún chan miếng nước lẩu ha. Đó, nước lẩu của mình đậm đà quá ha. Nè nó trong. Đây nó đục như vậy nè nó mới béo. Cái đục này á, là từ khoai của mình với lại là chao qua đó. Nè khoai của mình chín là ngon quá. Khoai ngon béo. Nó thấm quá mà. Gấp miếng đùi vịt. Đây, con vịt này là cái quý giá nhất là cái đùi vịt của nó. Tại vì á, mấy cái phần kia nó xương nhiều lắm. Cẩm Hằng để xuống, Cẩm Hằng cầm chén chấm lên chấm cho ngon. Nè, nó mềm rồi đó.
Cái thịt vịt nó thơm quá trời thơm. Thì nhìn cái xé thịt nó đã quét mà. Xé thịt như vậy á là mình phải nấu thiệt là lâu nó mới là mềm. Con vịt này mình nấu lâu lắm rồi cho nên nó mềm dịu luôn nè. Ngon ghê. Cái nước chấm thì nó cay cay, với lại là lúc nãy chấm Cẩm Hằng có giác chanh vô nó chua nữa, rồi thêm cái chao nó béo nữa. Ngon ghê luôn á. Nhìn cái thịt của con vịt là chất lượng liền á. Bởi vì Cẩm Hằng thích ăn vịt cò lắm. Cái điều là vịt cò hiếm để có ăn á, ở ngoài chợ là kiếm không có luôn á, chỉ khi mình đi ra ngoài đồng nè, lâu lâu có lạc con vịt mới được ăn thôi. Cái xương nó cứng nhất hả? Vịt cò này là vịt nó đang đẻ cho nên cái xương nó cứng. Nhai xương không được. Rồi mình để coi rau nó chín cho mình gấp rau. Cái nước chao này ngon quá à. Nó béo ngậy luôn á. Thường á là vịt nấu chao này á là có nhiều người người ta sẽ để nước cốt dừa vô đặng cho lấy độ béo, nhưng mà ở đây Cẩm Hằng chỉ làm chao thôi, tại vì chao nó cũng không quá mặn. Thêm vào đó là cái củ của mình á, cái củ khoai á mình không có chiên cho nên là nó hơi nhầy, ăn cái nó có độ béo nữa, nó ngon hơn. Nước lẩu thấy vậy mà nó không mặn, ngon ghê luôn. Cẩm Hằng gấp rau vô nha. Rau này nó còn sống nè, mớ dưới nó mới chín nè. Ôi sôi quá, đã quá. Cẩm Hằng có nhỏ bạn nó thích ăn lò vịt nấu chao lắm, nhưng mà đặc biệt là mỗi lần ăn là nó sẽ dành cái chốt cánh. Mà cái chốt cánh này xương không à, gặp nó là nha, gặp cái chốt cánh là nhớ nghe bạn liền. Thịt thà gì đâu mà khoái ăn cho cánh nữa ta. Đây cái phần này là cái phần ngon nhất của con vịt nè, giống như là cái đùi vịt nha, cái đùi cánh chứ, cái này là gọi là cái đùi cánh nè. Cẩm Hằng thích ăn nhất là phần này. Cái thịt ở phần đó nó mềm mà nó có độ hơi nhớt nhớt á, ăn ngon. Cắn chúng nhớt cài ghê luôn á. Lâu quá không được ăn con vịt cò, ngon quá. Miếng này miếng thịt nè, miếng thịt nghe ớt. Cái ớt của con vịt có hai miếng hai bên, mà cái miếng này là nó miếng ở giữa rồi nè. Miếng này ngon nhất rồi đó. Thịt của nó nóng nóng vậy ăn ngon. Chắc giờ trời đang mát á, ăn lẩu là hết sảy không. Hồi nhỏ thường thường là mấy ngày cúp điện á là không biết tại vì sao mà mẹ hay nấu lẩu lắm, nó nóng nực cũng chết. Tại ở nhà đó cúp điện đâu có máy quạt đâu, hơn là mình ra đây là có gió mát.
ăn hồi đổ mồ hôi. Mấy nay là Cẩm Hằng cũng tuyển bạn nhậu á, nhưng mà chưa có thấy ai phù hợp trơn á. Hợp tính rồi mình ngồi mình ăn, mình cụng ly rồi mới ngon, mới vui vẻ được. Một nồi lẩu là phải có nhiều người ăn mới đông mới vui. Ủa hết ga hay gì ta? Gọi hết ga rồi, để Cẩm Hằng thay ga cái. Rồi lên lửa. Con gì nó kêu đắng người ta? Con chim con gì á? Mình ăn tiếp. Cái khoai này nó dẻo ghê luôn. Dẻo nó béo. Ăn lẩu này mà cái bông này ăn cũng ngọt nữa. Nó giòn, mình cắn vô nó giòn á. Cái lúc bây giờ nãy giờ Cẩm Hằng để ra ngoài nắng cho nên là nó xỉu bớt rồi đó, chứ gặp mà nãy giờ mình ăn liền là chắc nó ngọt lắm, ngon lắm. Cái đùi. Cái đùi cánh. Ngon quá. Ôi da nóng. Đây cái đùi cánh. Đùi cánh này mà ăn không khéo là bị dành lộn luôn á. Nóng quá, để Cẩm Hằng gấp mới được. Tính ăn bốc cho nó lẹ. Hôm nay một mình cân cái nồi lẩu luôn. Ở trên mạng có nhiều bạn yêu quý mình á, là có nói là Cẩm Hằng không biết lội mà sao thích lội sông lội suối. Thì hồi nhỏ giờ là Cẩm Hằng cũng có, lúc đó cũng có học bơi lội một lần, nhưng mà tại vì học không có tới nơi tới chốn gì hết đó, kiểu học rồi xong rồi cái chỉ biết lặn thôi à, mà lặn là lặn ở trên thôi chứ không có được lặn xuống dưới nước nữa, lặn cái nó nổi lên trên không có lặn xuống nước được luôn. Rồi gặp ba mẹ không có thời gian dạy là bơi lội á, cho nên là từ đó là Cẩm Hằng không có biết bơi luôn. Rồi đi tắm á, lúc mà đi tắm á, thì đi tắm nhờ cầu bến nhà người ta đó, rồi cái ba mẹ dắt xuống tắm rồi xong mà dắt lên đâu cho ở đó đâu, ở đó rồi lỡ không biết bơi rồi chết hụt sao, cho nên là không có chơi được với mấy bạn hàng xóm. Nhà ba mẹ bảo bọc cẩn thận lắm cho nên là tới giờ vẫn chưa biết bơi luôn. Bởi vậy mình học cái gì á, là mình phải học cho tới nơi tới chốn đàng hoàng cho nên mới nên thân được. Giờ là không biết bơi mà lớn rồi học bơi khó dữ lắm, chứ không phải như hồi còn nhỏ đâu. Hồi còn nhỏ mình dẻo với lại mình dễ học bơi lắm. Chắc mai mốt Cẩm Hằng phải học một khóa bơi, học đàng hoàng rồi từ đầu á. Nhắc tới học bơi lội á, thì cái chuyện học á, thì Cẩm Hằng thấy là học á, nó mình phải học cho tới nơi tới chốn, chứ mà học không tới nơi tới chốn là không có biết gì trơn. Như Cẩm Hằng bây giờ mà Cẩm Hằng thấy á, Cẩm Hằng lướt mạng Cẩm Hằng thấy á, là có một bạn cũng hơi nổi tiếng, thì bạn đó nói á, là không học cũng thành công. Thì thật sự là nếu mà không học cũng thành công á, thì ai cũng thành công hết rồi. Cũng là một, cũng có một số người thôi, cũng như là 100 người là chỉ có một người không học mà thành công thôi. Cái đó là chắc là thiên tài đẻ ra là bẩm sinh hay sao á. Chứ bây giờ mình mới vừa đẻ ra là mình ăn cơm á, là mình cũng phải học cách ăn nữa. Lúc đó cha mẹ mình cũng phải dạy mình nữa, chứ không phải là mình không học là mình thành công đâu. Mình không học văn hóa thì mình cũng học này học kia như một ngày nào đó vậy đó. Nếu như là bây giờ mình không học, mình đi về mình nói là mình không học, mình về mình đi bán vé số đi, mình đi chăn vịt đi, là mình cũng phải học
chứ không học sao biết con vịt đó là nó có tập tính như thế nào. Rõ nó không ăn lúa mà nó ăn thức ăn rồi đủ thứ trơn, rồi con vịt nó uống nước hay không, rồi nó bơi lội sao rồi này kia, sao mình biết được. Mình không nuôi nó lớn được là mình đâu có đạt năng suất đâu, làm sao mình bán được, đúng không? Cho nên là bây giờ là cái việc học là Cẩm Hằng thấy rất là quan trọng luôn á. Dưới đây có con cua kìa, rồi nó hụt mất tiêu rồi. Con cua được càng cà bá luôn. Ngồi ở đây mà có con cua đó luôn. Thôi Cẩm Hằng ăn một cái nha. Hồi đó Cẩm Hằng thấy mọi người làm YouTube á, ủa sao tự nhiên đi làm YouTube như chi trời, thấy tự nhiên đi ra đồng rồi ngồi ăn, thấy làm chuyện tào lao thôi, có gì đâu mà làm YouTube như chi. Rồi cái sau đó cái Cẩm Hằng mới tìm hiểu, mới thấy là làm YouTube á là cũng có tiền đó nha, chứ không có tiền đâu. Bởi vì có tiền đẻ ra tiền mấy người nó mới đi làm vậy, tự nhiên đi làm vậy như chi. Thành ra Cẩm Hằng mới học hỏi từ từ chứ sao mình biết cách làm được. Ví dụ như edit một cái video là Cẩm Hằng cũng phải học nhiều lắm. Rồi thêm cái nữa là mình phải biết cách chụp ảnh rồi mình quay rồi này kia, làm cho nó đẹp đẽ lên rồi nó sắc nét lên mới được. Lá nó rớt rồi xong rồi còn đủ thứ chân. Bởi vì làm cái gì cũng phải học đó. Như lúc trước đó là lúc mà Cẩm Hằng mới vừa bắt đầu làm YouTube đó, làm một câu ha, nhiều khi á là câu mở đầu là Cẩm Hằng nói chừng nửa tiếng một hồ luôn á. Nó đi nó lại một câu mà nó hoài một câu thôi nha, chứ không phải nhiều đâu. Nó không có suôn sẻ được như bây giờ là nói là tệ rồi, mà hồi lúc đó là nó còn tệ hơn nữa. Nó cứ lắp bắp hoài, nhìn vô ống kính là nó không có được. Thành ra là mình còn tự bực mình luôn á, mệt mỏi lắm. Mỗi lần mà ra ngoài ruộng xong mà nấu ăn nha, bài ra xong rồi đã mệt rồi, rồi còn đứng nó công ở đầu nó hoài nó không xong. Thành ra là cái gì cũng phải học hết trơn á. Mình ăn cái mè vịt ta. Cái mè vịt nè là nó chỉ một cái con vịt là chỉ có hai bên thôi, mà nhiều khi là cả nhà đều thích ăn cái mè này nè. Ngon quá. Giờ đứng gió rồi cho nên là nó hơi nóng. Nói tới việc mà nói tiêu đề thì Cẩm Hằng cũng nhớ tới một việc đó là hồi lúc đó Cẩm Hằng có quen một người cũng mới vừa làm YouTube luôn, mà mới làm YouTube đâu phải được nói như Cẩm Hằng đâu, là phải cầm tờ giấy lên ghi vô tờ giấy nha, giống như một bài tập văn ghi vô tờ giấy, xong rồi cái mình đọc hoài luôn á. Nhiều khi mà đọc xong rồi quay lên rồi cái cũng quên từ quên này kia vậy đó, chứ không phải là nói mà suôn sẻ mà kiểu như Cẩm Hằng đâu dấp rồi nói lại đâu. Cái đó là học bài luôn á, học bài xong mà nói luôn. Còn mẹ Cẩm Hằng á, hồi xưa là cũng có đi đóng đái á, biết làm đóng đái. Mẹ nói là mẹ làm đóng đái, như là Cẩm Hằng không biết là đóng đái là bằng làm như thế nào thì Cẩm Hằng không biết, nhưng mà không biết lại. Đóng đái cũng dắt khuya đi trên xuồng vậy đó, rồi xong rồi đi một mình dắt khuya vậy đó, nhưng mà cũng không biết lội luôn, ở ngoài sông ngoài suối vậy á, mà tới giờ vẫn không biết lội luôn. Mẹ nói mẹ làm đó là cũng khoảng mấy năm trời liền luôn đó. Vậy mà lội mẹ cũng không học, tại vì lúc đó phải chỉ học và biết lội rồi. Mà lúc đó mà đi ban đêm ban hôm mà lỡ mà té xuống rồi xong không ai cứu được luôn á. Đi giấc khuya không à. Nhiều khi á là ở nhà hai anh em á có người giữ á thì mẹ để hai anh em nhà, còn nếu mà không có người giữ á là mẹ phải để hai anh em trên xuồng á. Mà anh hai Cẩm Hằng là cách Cẩm Hằng có 2 tuổi à. Anh hai thì còn nhỏ xíu, chừng 5 tuổi, xong rồi Cẩm Hằng mới có 2-3 tuổi à. Cái buộc Cẩm Hằng dưới ghe á, rồi anh hai ngồi đó ôm em, rồi mẹ thì mẹ chèo xuồng. Mà lúc đó mà lỡ mà không biết bơi, chìm xuồng một cái là xong luôn, đâu cứu vớt gì được đâu. Mẹ thì không biết bơi, còn buộc hai đứa lại với nhau rồi xong xui xẻo luôn.
hên á, giống như là trời cứu sống được tới bây giờ. Hôm nay táo rồi. Gió thổi quá nó tắt bếp luôn mà, nãy giờ thì nực, bây giờ có gió rồi cho nên nó tắt bếp luôn. Cái này lẩu nhìn tưởng nó mặn rồi, nó không mặn, ngon ghê. Mấy con cá lau kiến nó bị nắng rồi, hồi nó thành khô luôn quá. Để Gấm Hằng ăn thử con này. Con này là con bự nè, hôm qua ba chài. Sao cá này nó ốm như ta? Ốm quá à, hèn gì nó dài sọc. Bự mà ốm, kệ có thịt ăn cũng đỡ. Nè. Cái da nó mà mình chịu khó mình lột da ra mình làm lẩu ăn ngon á. Mà Cẩm Hoa không biết lột da. Để hôm nào học lột da làm lẩu ăn. Đây. Cay quá, nước chấm Cẩm Hằng làm cay quá. Này là muối ớt chất chanh nha. Cá này ớt muối ít xịu hệt luôn à, móng giòn à. Ăn ngon. Ngọt lắm. Nãy luộc lâu quá ghê luôn, mà sao nó cũng còn dai nhách luôn ha, ngon quá à. Cũng hành tưởng đâu là luộc lâu quá nó bị bở, nó dai nhách thôi. Cá này là thịt nó rất là quý hiếm luôn nè, nó xịu thịt à. Hay là mình luộc lâu quá nó bị teo thịt lại thôi. Nè. Ốm hơn cái con cá hôm bữa Cẩm Hằng mò hang bắt được. Ngọt nhưng mà nó ốm, ăn thêm con nữa mới đã. Ôi cái con cá đầu kiến nè. Con này là con bự thứ hai nè, hồi nãy cái con kia là con đầu tiên nó cũng bự nữa. Con này là xếp thứ hai. Ôi sao mấy con này chạy ngay mấy cái đìa nó bị ốm. Mò hen nó mập hơn. Thấy cái đuôi nó vậy mà không phải vậy ha. Lọc ra nó rộp 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 trong á. Nè cái con này thịt đỡ hơn cái con nãy chút. Cá lau kiến cũng có mùa, nó mùa mập mùa ốm nữa. Ăn cái thịt nó như thịt gà, nó ngọt ngay à. Mà được cái là nó ít thịt. Nó cay vòng vòng cái miệng. Cay quá ngon quá. Nó càng cay nó càng ngon. Đang cay cơ. Ăn cái củ khoai rồi nó nóng. Dẻo dính răng luôn. Thì cả nhà thấy Cẩm Hằng đi quay ở ruộng đồng mênh mông ở sông nước miền Tây rồi ha. Nói là chắc Cẩm Hằng nhiều đất, nhiều ruộng dữ lắm. Nhưng mà thật ra là mỗi chỗ Cẩm Hằng đi quay đều là giống như là quay ké cái vườn, cái khu vườn đó, cái mảnh đất đó thôi. Chứ nhà Cẩm Hằng không có đất ruộng gì hết trơn á. Nhiều khi mình đi tới cái vườn đó mình quay mình ngồi giống như vậy ha. Cái xong cái chú cái bên kia hú: "Ê con, cá nuôi đó con câu đại đi hay là con chài đại đi không sao hết trơn, một hai con không gì hết trơn á."
Rồi nhiều khi là mình nghe thì mình cũng khoái khoái, nhưng mà mình cũng ngại ngại nha. Tới chừng mình đi câu á, mình câu mà giống như mình lén lút vậy. Mình sợ người này người kia chạy qua nói, chắc suy nghĩ nhìn Cẩm Hằng vậy lắm, chắc suy nghĩ ủa nhỏ này vậy là nó đi ăn trộm hay gì trời. Mình cái mình lúc đó là mình thấy mình ngại ngại, nhưng mà thật sự là mình có xin chủ vườn rồi. Giống như hôm bữa Cẩm Hằng đi chặt mía cũng vậy nữa, trước đó là Cẩm Hằng cũng có hỏi qua chủ vườn thì người ta cũng có nói là thì mía đó thì chặt một hai cây ăn cũng không sao hết trơn, nhưng mà Cẩm Hằng cũng ngại ngại sao đó. Nhưng mà bây giờ là hầu hết là ở đây là mấy trăm mẫu vậy, nhưng mà ở đây chủ vườn với chủ ruộng rồi này kia là quen mặt Cẩm Hằng gần hết luôn rồi đó. Kiểu là ở đâu cũng gặp mặt nhỏ này, nhỏ này đi ra ruộng ngày nào cũng ra nó nấu ăn rồi nó bắt này bắt kia vậy. Nhưng mà được cái là Cẩm Hằng xin phép trước với lại là không có phá khuấy, cho nên là người ta cũng yêu thích lắm. Nhiều khi người ta còn kêu lại nữa, như hôm bữa đó là Cẩm Hằng gặp cái chú kia đi bắt cá, cái xong rồi chú nói ơi có mấy con cá lóc bự kìa, con lấy con quay không, đồ này kia vậy đó. Người ta chủ ruộng ở đây người ta không có sợ mình phá, mà mình hiền hiền á thì người ta còn cho mình thêm nó, giống như người ta thương mình á. Cho nên là Cẩm Hằng đi quay rồi nhiều người yêu thích lắm. Rồi mình ăn cái đi, nãy giờ mình quên ăn luôn. Chứ hôm bữa Cẩm Hằng thấy con vịt này nè, là lúc đó là tình cờ Cẩm Hằng đang ngồi câu cá, xong rồi Cẩm Hằng nghe tiếng cạp cạp, cái Cẩm Hằng mới quay qua. Thì lúc đó là cái cũng có người chủ vịt ở đó, xong rồi cái Cẩm Hằng tưởng đâu là người ta đã bắt con vịt về rồi. Xong mà không biết sao cái hồi lâu cái thấy nó im gu, không có nghe nó cạp cạp nữa. Ai ngờ đâu hồi mình lại mình thấy mẹ vẫn nằm đó, mà nó nằm trong hốc đó, chắc là khó bắt quá, cho nên là chủ vịt đó người ta đi về người ta bỏ nó luôn. Thành ra là lúc đó là Cẩm Hằng lụm nó về luôn, đang thèm nó là gặp lúc đó câu cá không có mồi nữa chứ, thèm muốn chết, vậy là xí con vịt luôn. Hôm nay nồi lẩu của mình quá xuất sắc, nó béo nè. Cẩm Hằng thích cái đồ béo với là nó sền sệt như vậy nè. Cái này mà chấm bánh mì ăn cũng ngon lắm. Ngon quá. Chắc mai mốt ngủ thêm một bạn nữa đang ăn lẩu chung, chứ mà ăn lẩu kiểu này ăn mình buồn ghê luôn. Giờ Cẩm Hằng no rồi, thì video này Cẩm Hằng xin kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà những video khác. Xin chào và hẹn gặp lại.